Còn tờ nào không chị? Còn rước theo đó lướt theo bóng tròn bao tu lưới vô cùng bắt theo bóng lăn đưa nhanh đôi chân vượt qua đảo trăng lòng vui vì Giêsu ban cho ta tình thương đằng thắng con voi trai bóng cùng nhau hợp sức chút bóng đến đích họ leo đeo vang vô 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 lướt theo bóng tròn lướt theo bóng tròn đem tung lưới vô cùng tung lưới vô cùng bám mời hai đội trưởng qua ký biên bản, Chí Mừng và Gơ Đen. Yêu thương con và
hàng ngày ban chúc ơn cho đời, mong ơn Chúa ban cho cuộc đời con, ban cho cuộc đời con, vì Ngài luôn luôn yêu thương con. Hàng ngày ban chúc ơn cho đời, mong ơn Chúa ban cho cuộc đời con, mong ơn Chúa ban cho cuộc đời con lớn cao. Mời Sarah qua gặp ban tổ chức. Các bạn đang được theo dõi trận đấu ở hiệp thứ hai giữa Sĩ Trung và Bình Tây. Đến giờ phút này thì tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Bình Tây. Trung tấn công. Mời đội áo đen qua gặp ban tổ chức. Cái trường nào thì chỗ đó là trước. Anh nhưng mà số 1 thì số 1 thôi. Không cắt ngang xung quanh của đội Bình Cây. Một tình huống rất là nguy hiểm. Rất tiếc cho đội Trung. Thế trận đấu đang diễn ra đó là hội dẫn và đội Sĩ Trung đang được đẩy cao đội hình hoặc tìm kiếm bàn cửa hòa, và cách biệt chỉ là một bàn nên chúng ta không thể nói được điều gì. Đội Salamon và đội Kengover chúng ta cùng chuẩn bị vòng chung kết nam. Đội Salamon và đội Kengover chuẩn bị. Trận đấu tiếp theo sẽ là trận chung kết bóng đá nam giữa đội Kengover và đội Salamon chân trần. Xin mời hai đội chuẩn bị lực lượng để bước vào trận đấu. Sau khi trận đấu này kết thúc, không có lỗi, trọng tài không xử phạt. Thì Trung đang tấn công. Cú sút không vượt qua được một cầu thủ cuối cùng của đội Bình Cây. Và bây giờ đội Bình Cây có câu trả lời. Phút lên. Vâng, người sút đó chính là Trình. Vâng, đó chính là Trình. Và thủ môn bắt bóng đó chính là Julie. Vâng, đó chính là Julie. Và Julie ném bóng lên trên. Đã bị bên cản. Và tiếp tục đó cản là Mớt. Vâng, đó chính là Mớt. Hậu vệ Mớt rất là chắc chắn. Vâng, đó chính là hậu vệ Mớt. Hậu vệ rất là chắc chắn của đội Mì Cày. Mì Cày đã quay trở và là cấp độ 1, tiến tăng lên cấp độ.
Đấng Cha là sự sống con, nguồn năng lực tươi mới bừng, niềm hy vọng không thối tha. Ông Chúa hỡi Cha, Đấng Cha là sự sống con, nguồn năng lực tươi mới bừng, niềm hy vọng không thối tha. Ông Chúa hỡi Cha, Cha với cả tấm lòng, người khen Chúa nhân ái trọn đời sống, với trọn cả tâm sự, với trọn cả đời sống, tất cả hy vọng dưới đời Chúa, trong Cha là sự sống Cha. Nguồn năng lực tươi mới luôn, niềm hy vọng không đổi thay, trong Chúa hỡi Cha. Trong Cha là sự sống con, nguồn năng lực tươi mới luôn, niềm hy vọng không đổi thay, trong Chúa hỡi Cha. Trong Cha với Ngài, vẫn muốn người yêu Chúa, hãy hát con phiền, ca tụng danh Ngài, đưa tay ca lên, chẳng mẹ bên ta thay, hãy người khen Chúa, là vua của ta, hãy đến nơi Ngài, hãy nơi Ngài. Thì nên người chơi này từ lúc nào bắt đầu lên này. Vâng, đó chính là trưởng môn ca. Ca tụng danh Thánh, đưa tay ca lên, đưa tay ca lên. Chẳng mê đền ta thái, chẳng mê đền ta thủ. Hay người khen Chúa, hay người khen chúng ta là vương. Lắm lâu ruồi nắng, màu lúc lại gần thù ai màu mơ. Mẹ ra đây hơn. Tất tao vừa đội thì cây và xì trung màu lì. Đã kết thúc. Với tỷ số là 1-0 nghiêng về miền Tây. Và đây cũng là trận cơ và trận tranh giải ba. Người con gái nữ và người lá.